Chuột là loài vật gây hại xuất hiện phổ biến ở khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị. Ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi bạn dễ dàng bắt gặp những con chuột cống lướt qua tầm mắt của mình trên đường phố, rồi mất hút vào các cống rãnh. Và để có thể diệt chuột hiệu quả, sau đây xin mời các bạn tìm hiểu về các đặc tính của loài chuột. Chuột thuộc loài động vật có vú, bộ gặm nhấm. Chúng không chỉ đa chủng loại mà số lượng lại rất lớn, dễ thích nghi với mọi điều kiện tự nhiên. Điều này lý giải cho sự phân bố cư dân rất rộng lớn của họ hàng nhà chuột. Hơn thế nữa, mặc dù tuổi thọ ngắn, chỉ khoảng 1 đến 3 năm, song tốc độ và khả năng sinh đẻ của loài chuột thực sự phi thường. Chỉ trong 1 năm, một cặp chuột cống có thể gây nên cả một đàn bầy con cháu, cộng lại có thể hơn 15.000 con. Nguyên do là chuột phát dục nhanh, số lần đẻ nhiều, thời gian mỗi đứa đẻ ngắn, số con mỗi lần đẻ lại đông. Điều kiện bình thường, chuột cống có thân hình tương đối nhỏ, có thể đẻ 2 đến 8 lứa một năm. 20 ngày tuổi mở mắt là có thể rời bố mẹ để sống độc lập. Nối tiếp vòng đời, chuột cống khi được 2 đến 3 tháng tuổi đã có thể tiếp tục sinh sản. Đặc biệt, phần lớn các giống chuột đẻ quanh năm, cả mùa khô và mùa mưa. Số lượng cá thể đông đúc nên chuột cũng cần một lượng thức ăn khổng lồ để nuôi sống chúng. Và dĩ nhiên, nguồn thức ăn chủ yếu của chuột đến từ nông sản và thực phẩm của con người. Chuột là loài gặm nhấm với răng cửa không ngừng mọc dài ra. Theo các nhà khoa học, mỗi năm răng cửa trên của chuột có thể dài ra trung bình 114mm, còn răng cửa dưới dài ra trung bình 146mm. Do vậy, ngoài việc tìm thức ăn để thỏa mãn cơn đói, loài chuột còn gặm nhấm liên tục để bất kỳ thứ gì, từ cây trồng cho đến đồ dùng để mài răng, giúp chúng sinh tồn. Vì vậy, gặm nhấm thực chất là một kiểu thích nghi sinh học của loài chuột. Tuy nhiên, kiểu thích nghi này lại khiến cho chuột trở thành loài gây hại cho con người. Một sự thật là nếu gặm đồ quá cứng khiến răng chúng sứt mẻ thì tế bào gốc răng của chuột sinh trưởng mạnh, liên tục, sẽ không ngừng tạo những tế bào và men răng mới bù đắp phần răng bị sứt mẻ kia. Ở trong lòng mỗi cái răng còn có một xoang rỗng gọi là xoang thủy răng. Lúc động vật còn non nớt, chân của xoang thủy răng hở để cho máu và thần kinh đi vào, cung cấp dinh dưỡng cho tế bào răng trong xoang thủy. Nhìn chung, các động vật khác sau khi răng đã trưởng thành thì chân của xoang thủy răng bịt kín lại. Lúc này tế bào răng không nhận được chất dinh dưỡng thì ngừng sinh trưởng. Trên đây tôi vừa chia sẻ tới quý vị một số đặc tính sinh học của loài chuột. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.